Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học thì cho rằng vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui, tháng hạn, xung khắc với những dòng thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 10 tháng 9 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy tận cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón xa đi, mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Dậu. 1. Tuổi Dậu. Các nhà tử vi học cho biết, trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu phạm phải cục diện tương xung thái tuế. Vậy nên cảnh báo người tuổi Dậu có thể gặp phải những rắc rối trong công việc mà chuyện tình cảm cũng chẳng ra sao. Có lẽ bạn cần tĩnh tâm lại để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến công việc và cuộc sống của mình. Trong công việc, dường như con giáp này rất dễ mất tập trung, lơ là. Nguyên do có thể là bởi bạn có nhiều mối quan tâm khác bên ngoài nên tinh thần không chu toàn cho mọi việc như mong muốn. Đây cũng chính là lý do gây ra sai sót, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và thanh danh của bạn. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và một nửa của mình không được suôn sẻ cho lắm. Bạn có những suy nghĩ của riêng mình, muốn người ấy phải tôn trọng, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn bạn nghe theo, mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005, mệnh thủy, có thể gặp phải những rắc rối trong công việc. Tuổi Đinh Dậu 1957, mệnh hỏa, cần tĩnh tâm để đưa ra quyết định sáng suốt. Tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh thổ, dễ mất tập trung nên tinh thần không chu toàn. Tuổi Tân Dậu 1981, mệnh mộc, gây ra sai sót, ảnh hưởng tới thanh danh. Tuổi Quý Dậu 1993, mệnh kim, mối quan hệ đôi lứa kém suôn sẻ. Đó là con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Con giáp thứ hai ta xét đến là những người tuổi Thìn. 2. Tuổi Thìn. Theo dự báo của thầy Gia Cát, cho thấy Mão Thìn tương hại nhắc nhở người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ vì hung tinh gây cản trở trong mọi việc. Nếu không cẩn thận sẽ dễ rơi vào bẫy sập của kẻ tiểu nhân, bị lợi dụng lòng tin dẫn đến nhiều tổn thất. Ngày này, những hạng mục công việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cũng cần được tiến hành thận trọng, kiểm tra nhiều lần trước khi nộp đi, kẻo để xảy ra sai sót. Khi đó bạn không chỉ phải bỏ tiền túi ra đền bù mà thậm chí còn có thể dính dáng tới pháp luật. Bên cạnh đó, cục diện thổ mộc tương xung, phương diện tình cảm cũng khiến tuổi Thìn khá đau đầu trong hôm nay. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình dù bạn đã rất cố gắng. Nhưng tình cảm là điều không thể gượng ép, bạn nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu sẽ tự tìm đến. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau, tuổi Giáp Thìn 1964, mệnh hỏa, chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ. Tuổi Bính Thìn 1976, mệnh thổ, hung tinh gây cản trở trong mọi việc. Tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh mộc, dễ rơi vào bẫy sập của kẻ tiểu nhân. Tuổi Canh Thìn 2000, mệnh kim, thận trọng với giấy tờ, sổ sách. Tuổi Nhâm Thìn 1952, mệnh thủy, người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục đến với con giáp xui xẻo thứ ba trong ngày, xem mình có bị nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không nhé. Con giáp đen đủi tiếp theo đó là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Các nhà chiêm tinh học cho biết,
Do gặp phải cục diện tương phá, cảnh báo hung vận của người tuổi Ngọ khá lớn. Ngày này bạn dễ trở nên hiếu thắng, thiếu kiềm chế, bản thân dẫn đến nói những lời thiếu suy nghĩ và làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Việc này có thể khiến người tuổi này bị khiển trách, công việc cũng không được như mong đợi. Điểm báo tử vi còn cho thấy, con giáp này có thể sẽ vì cầu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tình hình tài chính không phải dư dả, chỉ đủ ăn, đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quả nặng nề, khiến bản mệnh không khỏi lo lắng và chán nản. Đủ thứ rắc rối ập tới mà chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người ấy đã không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh, lại còn trách móc, chỉ trích vì bạn không đủ quan tâm. Bạn ngày càng mệt mỏi với cách cư xử này của đối phương. Và để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh Kim, trở nên hiếu thắng, nói năng không suy nghĩ. Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thủy, có thể bị khiển trách do thiếu kiềm chế bản thân. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Hỏa, cầu thả gây ra sai sót, có thể phải trả giá bằng tiền mặt. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Thổ, tình hình tài chính không quá dư dả. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2002 mệnh Mộc, chuyện tình cảm ngày càng sa sút. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Con giáp tiếp theo đó là những người tuổi Ngọ. Con giáp tiếp theo đó là những người tuổi Thân. 4 tuổi Thân. Theo các chuyên gia tử vi dự báo, đại hạn kiếp tài xuất hiện, tuổi Thân cần hết sức đề phòng với nguy cơ mất mát về tiền bạc. Nhìn chung hôm nay đi đâu cũng phải chú ý đồ đạc, tư trang thật cẩn thận. Bạn cũng nên chi tiêu hợp lý, không nên hoang phí, vung tay quá chán mà vượt khỏi khả năng chi trả của mình. Cũng trong ngày này, rất có thể bạn sẽ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, mâu thuẫn với nửa kia hoặc người thân bên cạnh chỉ vì những chuyện không đáng có. Một phần là do con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã buông ra những lời nói thiếu suy nghĩ, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Giáp Thân 1944 và 2004 mệnh Thủy, đề phòng với nguy cơ mất mát tiền bạc. Tuổi Bính Thân 1956 mệnh Hỏa, chú ý đồ đạc, tư trang thật cẩn thận. Tuổi Mậu Thân 1968 mệnh Thổ, nên chi tiêu hợp lý, không nên hoang phí. Tuổi Canh Thân 1980 mệnh Mộc, dễ mâu thuẫn với nửa kia hoặc là người thân. Tuổi Nhâm Thân 1992 mệnh Kim, nên kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Vừa rồi chúng ta đã xét đến con giáp xui xẻo thứ tư là những người tuổi Thân, con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Tý. Năm tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, sao lâm vào cục diện tương hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Tý dễ vì những chuyện xảy ra xung quanh làm lung lay ý chí. Lúc này bạn không nên nóng nảy và hấp tấp, hãy cố gắng không đưa ra quyết định vội vàng khiến sau này phải hối hận. Tình hình tài chính trong thời gian này cũng đang có dấu hiệu báo động khi con giáp này chi tiêu quá mức cho phép. Việc mua sắm quá mức cần thiết đang khiến bạn hao hụt những khoản không nhỏ. Bạn nên dành tiền đầu tư thì hơn. Ngày Thủy sinh xuất cho Mộc, có vẻ bạn đang cảm thấy xuống tinh thần một chút nên cũng thường tỏ thái độ khó chịu với nửa kia. Nếu giữa hai bạn có khúc mắc hay mâu thuẫn gì thì nên trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì để xảy ra chiến tranh lạnh. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Kim, ý chí bị lung lay vì điều kiện khách quan. Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Thủy, cố gắng không đưa ra những quyết định vội vàng. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 mệnh Hỏa, tài chính có dấu hiệu báo động do chi tiêu quá mức. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Thổ, nên đầu tư tài chính thay vì mua sắm vô tội vạ. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc, chớ tỏ thái độ khó chịu với nửa kia.
Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 10 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên không? Hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.